Dạ vâng, xin chào các bạn anh em. Trước mắt các bạn anh em, đây là những cái mẫu loa chép rời bên em. Đây là mẫu loa chép JBL ST200. Và tại sao mà các bạn anh em phải sử dụng những cái mẫu loa chép rời như thế này? Là bởi vì khi mà trong quá trình mà các bạn anh em sử dụng những cái đôi loa gia đình của nhà mình, mà cái tiếng chép trong quá trình sử dụng lâu ngày nó bị giảm cái tiếng sáng, tức là giảm cái độ sáng và độ tươi và độ chi tiết. Chúng ta nghe nhạc hay là hát karaoke nó không được hay và cũng không được leng keng lách tách nữa, thì những cái đôi loa chép rời này sẽ là những cái giải pháp để các bạn anh em củng cố thêm cho cái dàn loa karaoke gia đình nhà mình hay hơn, và cũng như chi tiết tiếng nó lại tươi sáng, cũng như là tách bạch, leng keng lách tách hơn. Chúng ta nghe nhạc cũng như là hát karaoke lại hay hơn, mà không cần phải đổi sang một cái mẫu loa khác, mà chỉ cần một đôi loa chép rời. Và với cái đôi loa chép rời JBL ST200 này của bên em thì đang bán với giá đó là 2,2 triệu. Chỉ với 2,2 triệu thôi mà các bạn anh em có một cái mẫu loa chép này cực kỳ hay nhá. Công suất đó là 400W trở hàng là 8 ohm. Và cái mẫu JBL ST200 bên em thì đang có hai màu, một là màu đen, hai là màu lâu đất, rất là đẹp. Đặc biệt là cái vỏ này, vỏ thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn. Cái lúm loa chép này thì rất là sáng và lõi như kiểu là sáng bạc ấy, các bạn và anh em ạ. Ở giữa nó là một cái đầu đoạn hỏa tiễn nhìn rất là đẹp. Với cái mẫu loa chép này, các bạn và anh em trang trí trong cái không gian gia đình của nhà mình thì cũng rất là đẹp luôn. Đó, đặc biệt là cái thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn. Vỏ này là bằng vỏ gỗ MDF rất là chắc chắn và dày dặn, giúp cho quá trình chúng ta mà sử dụng thì sẽ đảm bảo cái chất âm hơn. Và bây giờ em sẽ test nhạc để các bạn em thưởng thức ngay chất âm của mẫu loa chép JBL ST200 nhé. Và khi mà các bác anh em mua loa chép rời bên anh chúng em thì sẽ được tặng một cái hai đoạn dây để các bác anh em có thể đấu trực tiếp vào âm ly cũng như là cục đẩy hoặc là cục đẩy liên vang của gia đình nhà mình là đã có thể sử dụng rồi. Và những cái dòng loa chép này thì các bác anh em đấu song song với ở loa chính luôn nhá, đánh rất thoải mái chứ không có lo vấn đề gọi là cháy chập gì đâu. Có 2,2 triệu nhá. Nếu mà các bác anh em thích thì có thể liên hệ ngay với anh em chúng em qua số hotline trên màn hình để anh em cho em đóng hàng và cũng như là gửi đi cho các bác và anh em đó. Và các bác và anh em nếu mà yêu thích thì cũng có thể cho em xin một like cũng như một subscribe luôn để em động lực ra những video hay hơn gửi đến các bác và anh em. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.